Chào tất cả mọi người, mình tên là Shinsuke, có nhóm Double Wish. Shinsuke đang ở Iwate. Iwate là miền Bắc ở Nhật Bản. Và tại sao Shinsuke ở đây? Vì Shinsuke đi đến chợ ở Nhật. Vì Nhật Bản cũng có chợ, nhưng mà chợ Việt Nam và chợ Nhật Bản khác nhau, có sự khác biệt bên Nhật và về Việt Nam, nên Shinsuke đi tìm sự khác biệt nha. Hãy xem nha. Xưa này là chợ sáng Mikoda là năm 1968, những nồi ăn bán rau và trái cây ở đây. Hiện tại trong chợ sáng Nhật Bản 300 ngày một năm mở cửa là chợ sẵn này thôi, nàng vô nhát nhà. Ô, có tiếng khắc Asadori-kun. Shinsuke mới biết Asadori-kun nổi tiếng không? Nổi tiếng hả? Nhiều du khách cũng tỉ đến đài. Khổ tháo hàng hiệu tên là Sekaiichi. Sekaiichi có ý nghĩa là nhất trên thế giới, hai cây 160.000 Việt Nam đồng, và có nhiều rau và trái cây. Có nhiều hoa, bên Việt Nam cũng có như vậy nha. Và có nhiều trang trí. Và có không gian để ăn món ăn nhà. Shinsuke tìm ra cà phê đen. Nên Shinsuke uống thử nha. Trời ơi, ở đây không có hạt cà phê của Việt Nam, tiếc quá. Nhưng mà có Doraemon, bên Việt Nam cũng có Doraemon nha. Chà chà, cà phê đen nha. Shinsuke ở đây uống thử nha. Ngon lắm. Ít cổ bị đắng. Nên khi uống sẵn thì thoải mái. Ngon lắm. Uống đơn giản nha. Tiếp theo Shinsuke muốn ăn món ăn nha. Shinsuke ăn thử Hitsumi. Trước khi đến đây, Shinsuke không biết Hitsumi đặc sản Iwate, một tô 100.000 Việt Nam đồng. Mì này đủ vị lắm. Ăn mì này thì cái cảo thức ăn là giống như mì udon. Nên mì udon dài ra thì trở thành như vậy, đúng không? Và có nhiều rau, cà lốt và hành lá và nạm hương. Ăn thử nha. Ngon quá. Súp này cổ nước dùng kiểu Nhật Bản và nước tương kiểu Nhật Bản.
rất rất ngon. Cà rốt và hành lá cũng mềm. Và bây giờ bên ngoài nên rất lặn. Nhưng mà nếu uống súp này thì trở nên nóng, trở nên ấm. Shinsuke nhìn thấy xung quanh thì có nhiều người ăn Hitsumi nên chắc chắn ngon. Ok, tiếp đi bộ nha. Và có tiệm cắt tóc. Thật ra là Shinsuke khi ăn Hitsumi thì nghe nhiều người nói chuyện về ở chợ sẵn này ngon là bánh mì trứng, nên Shinsuke muốn ăn món này kìa, đi mua nha. Chà chà. Ngon lắm. Ấm nha. Khi Shinsuke ăn món này thì chính chị giới thiệu về mình. Tại sao làm như vậy? Có nhiều trứng trong bánh mì này. Và bánh mì này là kiểu Nhật Bản, rất rất ngon và cũng có xúc xích nè, ngon lắm. Và đối với người trẻ chắc chắn rất thích món này. Hai cây thì 70.000, rẻ lắm. Được rồi. Hạnh phúc nha. Xong rồi nha. Chúc chị đến cho Mikoda Shinsuke khỏe. Mà
新宿系あんにゅにゅにゅにゅのあんんあわ các bạn cảm thấy thế nào? Nếu đi đến Nhật Bản thì hãy đi chỗ Nhật Bản nhé. Hẹn gặp lại, bye bye.